Nỗ lực nhằm đánh bại Nga chỉ là ảo tưởng. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với những con số thống kê gây sốc về tình trạng đào ngũ của lính Ukraine. Cùng với đó là các diễn biến mới sau hội nghị thượng đỉnh Paris và lý do vì sao Israel hoãn trả đũa Iran. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Quân đội Ukraine đối mặt với sự thật 51.000 vụ đào ngũ. Với các bước tiến không ngừng nghỉ của lực lượng Nga trên toàn chiến tuyến, quân đội Ukraine đang trong giai đoạn kiệt quệ nhất cả về nhân lực và tinh thần. Ở bên ngoài, sự ủng hộ của phương Tây đang có chiều hướng suy giảm, còn ở trong nước thì người dân đang phải đối mặt với mùa đông u tối. The Times dẫn nguồn dữ liệu từ chính phủ Ukraine cho biết rằng Văn phòng công tố Ukraine đã khởi tố 51.000 vụ án hình sự vì tội đào ngũ và tự ý rời bỏ đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2024 số lượng binh lính đào ngũ được cho là đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Tờ El Pai của Tây Ban Nha trước đó cho biết 45.000 người dân Ukraine đã bị truy tố vì tội đào ngũ từ đầu năm đến tháng 8. Còn kênh Al Jazeera thì cho biết ít nhất có 30.000 vụ đào ngũ. Vào đầu năm, Kiev ước tính có khoảng 500.000 đến 800.000 quân nhân đang tại ngũ và thêm 300.000 quân dự bị. Lực lượng Ukraine hiện tại đã phải chịu thương vong lớn tại Donbass và Kursk. Chính quyền Kiev đã phải vật lộn để bổ sung quân số bằng những người lính mới thậm chí là phải hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống còn 25. Các chính trị gia diều hâu Mỹ đã tiếp tục thúc giục Ukraine phải hạ tiếp độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống còn 18. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố như sau, Tôi hy vọng những ai đủ điều kiện phục vụ trong quân đội Ukraine sẽ tham gia. Tôi không tin nó phải cần đủ 27 tuổi. Bạn đang chiến đấu để giành giật mạng sống, vì vậy bạn nên phục vụ, không phải ở độ tuổi 25 hay 27. Chúng tôi cần thêm nhiều người xếp hàng hơn nữa. Do thiếu người trầm trọng, Chính quyền ông Zelensky cũng buộc phải cho phép tù nhân tham gia quân đội. Một người Ukraina đào ngũ đã nói với tờ Times rằng ở tù là lựa chọn tốt hơn so với tổng quân, bởi vì ít nhất thì trong tù bạn còn biết khi nào mình có thể được tự do. Số lượng người Ukraina bị Kiev truy tố vì tội đào ngũ đã tăng đáng kể trong suốt cuộc chiến. Năm 2022 thì con số này chỉ là 9.000, nhưng đến năm ngoái đã là 24.000 và năm nay là 51.000. Bên cạnh con số thương vong vượt quá ngưỡng chịu đựng thì tinh thần chiến đấu cũng là thứ quyết định tới vận mệnh của đất nước. Con số đào tẩu tăng hơn gấp đôi sau mỗi năm cho thấy ngay cả khi phương Tây có đổ tiền và vũ khí vào Ukraine thì họ cũng không có người có đủ ý chí để chống lại nước Nga. British, ảnh hưởng đến tiến trình toàn cầu và cuộc chiến ở Ukraine như thế nào? Hội nghị thượng đỉnh bris ở Nga đã kết thúc vào ngày hôm qua sau 3 ngày tổ chức. Nó đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. BRICS là một tổ chức của các nền kinh tế lớn ngoài phương Tây, bao gồm cả Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nhưng điều đặc biệt ở diễn đàn lần này là nó cũng bao gồm một cuộc họp theo hình thức mở rộng với sự tham dự của hơn 30 quốc gia khác cũng như là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Bản thân sự có mặt của các phái đoàn quốc tế là bằng chứng cho thấy nỗ lực của các nước phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại. Thực tế thì phương Tây chỉ có thể cô lập Nga khỏi chính họ mà thôi. Hiện, phía phương Tây và Ukraine đều nhấn mạnh rằng Nga đã không thể tận dụng sự kiện này để tạo ra đường lối đối đầu với họ vì sự phản đối của Ấn Độ và Brazil. Nhưng mà Tổng thống Putin đã phủ định điều đó. Trong cuộc họp báo cuối cùng của mình, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng BRICS không phải được tạo ra để thay thế các thể chế quốc tế hiện có và chủ đề về hệ thống thanh toán quốc tế mới do Nga khởi xướng không phải là để nhằm thay thế cho hệ thống thanh toán SWIFT của phương Tây. Khi nhắc đến sai lầm lớn của Mỹ vì vũ khí hóa đồng đô la, ông Putin tuyên bố như sau: đồng đô la vẫn là công cụ quan trọng nhất của tài chính thế giới và việc sử dụng nó như một phương tiện để đạt được các mục tiêu chính trị sẽ làm suy yếu niềm tin vào đồng tiền này và làm giảm khả năng của nó. Ông ấy giải thích rằng Nga không cố gắng loại bỏ đồng đô la nhưng thực tế đã bị ngăn cản không được giao thương với nó. Cho nên, Nga buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế khác và đó chính là những gì đang xảy ra. Ngoài ra, Tổng thống Nga còn tuyên bố rằng nước này sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình và không lôi kéo các đối tác BRICS vào cuộc chiến. Điều mà phương Tây chú ý nhất và hy vọng nhất là những quốc gia ngoài phương Tây tại BRICS sẽ gây áp lực lên Nga và sẽ ra một tuyên bố chung lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Nhưng mà tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh liên quan đến cuộc chiến Ukraine thì khá ngắn gọn và chung chung. Rằng tất cả các quốc gia nên hành động nhất quán với mục đích và nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc một cách toàn diện và có mối quan hệ qua lại, đông giải quyết tranh chấp xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao. Cũng vào ngày cuối cùng của hội nghị thì Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng những nỗ lực đánh bại Nga trên chiến trường là ảo tưởng. Ông Putin tuyên bố, các đối thủ của Nga đã không che giấu mục đích của họ là gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi. Tôi sẽ nói thẳng rằng đây là những tính toán viển vông, chỉ có thể được thực hiện bởi những người không hiểu biết về lịch sử của nước Nga. Ông mô tả rằng xung đột ở Ukraine về cơ bản đã trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, bởi vì Ukraine đang bị lợi dụng để tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga với cái giá phải trả bằng các lợi ích sống còn của nước này. Ông ấy cũng cho biết là phương Tây đang phớt lờ những lo ngại chính đáng và vi phạm quyền của những người nói tiếng Nga, đặc biệt là ở khu vực Donbass phía đông Ukraine, nơi mà lực lượng Nga đang củng cố quyền kiểm soát của mình. Ông cũng đề cập đến việc tạo ra một trật tự an ninh Á-Âu ổn định và công bằng thông qua các liên minh như BRICS. Tổng thống Putin tuyên bố như sau, Ý tưởng là bằng cách chung tay nỗ lực, chúng ta có thể đảm bảo sự ổn định thực sự một cách đáng tin cậy và tạo điều kiện cho sự phát triển hòa bình của tất cả các quốc gia và dân tộc trên lục địa này. Quay trở lại với cuộc khủng hoảng Gaza thì ông cũng nhấn mạnh rằng Nga chống lại chủ nghĩa khủng bố và khu vực này đang trên bờ vực chiến tranh toàn diện. Việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dưới một hình thức nào đó là rất quan trọng. Giải quyết bất công lịch sử với người dân Palestine có thể sẽ tạo ra hòa bình ở Trung Đông. Hezbollah nhắm mục tiêu vào Israel bằng tên lửa phóng từ các silo ngập. Đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi Iran tấn công Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10. Nó bao gồm cả tên lửa siêu thanh. Và vào thời điểm hiện tại thì chúng ta tự hỏi, liệu cuộc tấn công trả đũa mà Israel hứa có diễn ra vào tháng 10 hay không? Quân đội Israel hiện tại thì vẫn tiếp tục cảnh báo về cuộc tấn công sắp tới. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã nói với các binh sĩ của ông khi đến thăm một căn cứ không quân hôm 23 tháng 10 rằng: "Sau khi chúng ta tấn công vào Iran, mọi người sẽ hiểu những gì mà các bạn đã làm trong quá trình chuẩn bị và huấn luyện." Tuy nhiên, một báo cáo mới trên tờ The Times của Anh tuyên bố rằng Cuộc tấn công trả đũa của Israel nhiều khả năng bị trì hoãn sau vụ dò dỉ thông tin của tình báo Mỹ về kế hoạch của Israel. Theo tờ này thì Israel buộc phải xây dựng một kế hoạch thay thế. Các nguồn tin cho biết việc dò dỉ tài liệu của Mỹ đã làm chậm cuộc tấn công do cần phải thay đổi một số chiến lược và thành phần. Do đó, Israel phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Giới quan sát đang nhận định rằng nhiều khả năng thì chính quyền ông Biden đã cố ý làm lộ thông tin này để ngăn cản Israel trả đũa khi mà cuộc bầu cử Mỹ chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là sẽ diễn ra. Giai đoạn này thì chính quyền Đảng dân chủ rất cần thể hiện một số chiến thắng ngoại giao, hoặc ít nhất là cho cử tri Mỹ thấy rằng mọi thứ hiện tại vẫn đang rất ổn. Cũng vì lý do này mà ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đang đi thăm các quốc gia vùng Vịnh để cố gắng cứu vãn một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas. Hiện thì cuộc tấn công dự kiến của Israel vào Iran có vẻ sẽ bị hoãn lại ít nhất là cho đến đầu tuần sau. Truyền thông Israel đưa tin vào hôm qua 24 tháng 10 rằng Giám đốc tình báo Mossad David Banea đã có mặt tại thủ đô Doha của Qatar vào chủ nhật này để cố gắng khởi động lại các cuộc thảo luận về việc thả các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza và chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và nhóm khủng bố Hamas. Giám đốc CIA Bill Burns cũng đang có mặt ở vùng vịnh, nơi mà Ngoại trưởng Antony Blinken có cuộc họp với các quan chức đồng minh ở vùng vịnh tại Doha. Các cuộc đàm phán liên tục trong nhiều tháng qua không đạt được tiến triển nào. Khi mà mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia Đã cản trở khả năng ngừng bắn ở Gaza Những nỗ lực mới được nhen nhóm vào cuối tuần này Dường như cũng sẽ chịu chung số phận hầm hưu đó Điểm khác biệt duy nhất Đó là thủ lĩnh Hamas ở Gaza Yahya Sinwa đã chết Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng Ai sẽ là người ra lệnh cho phe Hamas hiện giờ? Giới quan sát đang suy đoán Về người đàn ông là phát ngôn viên chính trị Sau khi Sinwa qua đời Ở Rafah vào đầu tháng này BBC cho biết Kali Al-Hayya là phó tướng của Sinwa, là quan chức cấp cao nhất của nhóm Hamas bên ngoài Gaza. Ông ấy được coi là ứng cử viên nặng ký. al hayya hiện tại đang sinh sống tại Qatar, là người dẫn đầu phái đoàn Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa nhóm này và Israel. Ông ta có kiến thức sâu rộng, mối quan hệ và sự hiểu biết về tình hình ở Gaza. Trong khi các nhà ngoại giao đang chạy đua với thời gian, thì các cuộc tấn công giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn. Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã bắn hơn 120 quả rocket từ Liban vào Israel hôm qua, ngày 24 tháng 10, khiến cho ít nhất 5 người bị thương. Một số tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng rõ ràng là có nhiều quả đã rơi trúng mục tiêu. Mục tiêu lần này của Hezbollah vẫn là thành phố cảng Haifa và các địa điểm khác trên khắp miền Bắc Israel. Các kênh truyền thông của Hezbollah đã công khai hình ảnh về những quả tên lửa được phóng đi từ hầm silo nằm sâu dưới lòng đất. Một tổ chức giám sát chiến tranh khu vực xác nhận rằng, vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 23 tháng 10 của Hezbollah đã sử dụng tên lửa hành trình đất đối đất, Quad 2 do Iran sản xuất. Điều này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột và cho thấy khả năng tấn công bằng tên lửa ngày càng tăng của Hezbollah, cũng như sự phụ thuộc ngày càng tăng của họ vào công nghệ quân sự tiên tiến từ Iran. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công lớn vào khu vực phía nam Berius cũng như là ở phía nam Liban. Hiện tại, không có bên nào đưa ra thông tin chi tiết về những gì đang diễn ra liên quan đến tình hình chiến sự tại phía nam Liban và hiện cả Mỹ và Israel vẫn tiếp tục thúc giục chính phủ Liban phải hành động để giải giáp Hezbollah nếu không thì họ sẽ làm suy yếu nhóm này. Trong bối cảnh giao tranh rất ác liệt vẫn đang diễn ra ở phía Bắc Gaza, các báo cáo về nạn đói lan rộng ở phía nam khu vực này cũng ngày một trở nên tồi tệ hơn. Kẻ thù bên trong nước Mỹ là ai? Một phần tư người Mỹ lo sợ nội chiến sẽ xảy ra sau bầu cử. Tờ Daily Mail đã thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy một phần tư người Mỹ lo ngại một cuộc nội chiến sau bầu cử. Cuộc thăm dò mới này cho thấy cứ bốn người Mỹ thì có một người dự đoán về cuộc nội chiến có thể nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc thăm dò của YouGov kết luận rằng 84% cử tri tin nước Mỹ hiện tại chia rẽ hơn so với 10 năm trước. Cuộc thăm dò của tờ The Times thì lại cho thấy 27% người Mỹ trưởng thành, trong đó có 30% phụ nữ và 24% nam giới, lo ngại có khả năng bạo lực sẽ xảy ra. 12% người được hỏi cho biết ai đó có thể cầm vũ khí nếu như họ tin Trump đã bị lừa và bị đánh bại. Trong khi đó, 5% số người được hỏi cho biết họ có thể làm điều tương tự nếu họ cho rằng Kamala Harris đã bị lừa gạt. The Times còn dẫn lời nhà sử học Barbara Walker cho rằng Mỹ đã trở thành quốc gia rất nguy hiểm và đang tiến gần đến nội chiến hơn bất kỳ khi nào do chủ nghĩa cực đoan chính trị, chủ nghĩa bộ lạc văn hóa, niềm đam mê với các thuyết âm mưu, sự phổ biến của súng ống và lực lượng bán quân sự, cũng như sự xói mòn niềm tin vào chính phủ và nền dân chủ. Một lần nữa thì phe thiên tả tại Mỹ dường như đang phát điên khi mà Trump đã gọi đích danh các thế lực nhà nước ngầm theo chủ nghĩa toàn cầu là kẻ thù bên trong của nước Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện dành cho cộng đồng người Mỹ Latin tại câu lạc bộ Gondora của mình, cựu Tổng thống Donald Trump phàn nàn về kế hoạch tấn công Iran của Israel bị lộ. Trump nói rằng, ai đã làm điều đó, bạn có thể tưởng tượng ai đó làm điều đó hay không? Đó là kẻ thù, tôi đoán có thể là kẻ thù từ bên trong. Như tôi đã nói, chúng ta có một kẻ thù từ bên trong, họ ghét nói về điều đó. Bạn có thể tưởng tượng được không? Bạn có thể tưởng tượng được không? Trong tuần qua, ông Trump đã nhiều lần sử dụng cụm từ kẻ thù bên trong để mô tả các đối thủ chính trị của mình, đặc biệt là những người đứng đầu Đảng Dân Chủ như là Nancy Pelosi và Adam Schiff. Tất nhiên là Đảng Dân Chủ và truyền thông dòng chính Mỹ cũng không chờ đợi lâu để phản ứng. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố rằng Donald Trump đang ám chỉ những người Mỹ đồng hương của ông là kẻ thù, tồi tệ hơn cả những kẻ thù nước ngoài. Hàng loạt các kênh truyền thông Mỹ cũng đã nhập cuộc tấn công Trump. NBC News thì không ngần ngại gọi Trump là quá độc ác và nguy hiểm khi gọi đảng dân chủ là kẻ thù bên trong tờ The Atlantic thì so sánh Trump với các nhân vật độc tài khát máu như Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Trạch Đông và Pol Pot người dẫn chương trình của CNN gọi Trump là kẻ lạnh lùng trong chương trình Morning Joe của MSNBC người dẫn chương trình Scarborough gần như đã phát điên khi nói rằng tôi thực sự biết điều này đưa đất nước chúng ta đến đầu tôi chưa bao giờ nghe một chính trị gia nào gọi đối thủ của mình là kẻ thù bên trong và đe dọa sẽ truy đuổi họ có thể nói, phe cánh tả đang dùng những từ như là nham hiểm, lạnh lùng, khát máu để công kích Trump, viên cớ ông ta đã cư xử với Đảng Dân Chủ như kẻ thù. Thế nhưng họ cố tình phớt lờ rằng chính lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã nhiều lần hận thù chỉ trích Trump. Đặc biệt, bà cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thực sự gọi Trump là kẻ thù trong nước. Hillary Clinton đã bỏ tiền mua lại tài liệu giả để vu cáo Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống Biden thì đã gọi Trump là kẻ nói dối nguy hiểm. Và mới đây, ông này còn thậm chí nói rằng chúng ta cần phải nhốt ông ta lại. Kamala Harris đã coi Trump là mối đe dọa phân biệt chủng tộc đối với nền dân chủ và cho rằng Trump nên bị tống vào tù. Ngay cả tỷ phú Elon Musk, người đã công khai ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử này, cũng đang bị đe dọa đến tính mạng. Thậm chí tạp chí The Spiger đã gọi ông này là kẻ thù công khai số 2 sau Trump. Phát biểu vào hôm 20 tháng 10, Elon Musk thừa nhận rằng ông hơi sốc trước sự căm ghét cay độc của phe cánh tả tại Mỹ. Ông nói rằng cánh tả luôn tuyên bố là họ khoan dung, nhưng thực tế thì họ lại cực kỳ không khoan dung và gieo rắc lòng căm thù. Trong khi đó, phía cánh hữu họ chỉ có xu hướng coi những người cánh tả là sai lầm chứ không hề căm kết họ. Tuyên bố mới nhất này của tỷ phú giàu nhất thế giới cho thấy ông Musk không còn xa lạ với các mối đe dọa kể từ khi tiếp quản Twitter trong nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Ông ấy cũng đã liên tục bị chỉ trích kể từ khi lên tiếng ủng hộ Trump. Những người theo chủ nghĩa cánh tả như là tỷ phú Mark Cuban hay là người dẫn chương trình Joe Scarborough của MSNBC liên tục công khai vận động chính quyền Biden trừng phạt các công ty của Musk vì quan điểm chính trị của ông này. Và thưa quý vị, tình hình hỗn loạn của nước Mỹ ngày hôm nay cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.